cầu tre qua mấy con đê thắm được tình tỏa khói lam chiều. À ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền giao nghiêng theo nhịp chèo bay ai ngã ngã câu hồ. Hồ ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Đàn cò bay về nơi thương nhớ, nhớ bến sông xưa in hình bóng ngập ngừng. Chiều dần buông vẫn còn chờ ai như tóc em bay theo lòng thủy chung câu hẹn ngày xưa. Từ lúc chào đời chân quen đất nẻ sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao con ơi. Con có thể hát một bài nào đó tiết tấu nó chậm hơn không? Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lộng không phụ kính công cha. Con nói chuyện thì đúng miền Bắc luôn. Khi mà con hát thì gây một cái sự ngạc nhiên đầu tiên đối với chú. Khi mà vào bài hát á, có lẽ là cái tiết tấu nó nhanh cho nên hát nó bị gấp, nó bị dồn dập và nghe nó không có điểm nhấn. Nhưng mà chú vẫn cảm nhận được cái giọng hát của con nên chú muốn thử một chút xíu nữa để xem cái sự lựa chọn của mình có đúng hay không. Chúc mừng con. Với góc độ một người khán giả thì khi nghe con hát thì vẫn chưa chạm được tới chú lắm. Chú cần thêm một cái gì đó để có thể là mình hòa theo được cái bài hát đó nữa. Như vậy thì ở góc độ chuyên môn thì như thế nào thưa thầy Quốc Đại? Thầy không biết là con có mất tập trung hay không, nhưng mà cái đoạn đầu thì con hát có vẻ là không tròn trịa. Bắt đầu từ bài lý con mới tốt. Và thầy nghĩ là thầy Nam Cường đã bấm thì thầy chúc mừng con. Tại sao con lại yêu thích những cái dòng nhạc hát về gia đình cũng như là về quê hương như vậy? Dạ là tại vì nó là sở trường với con, với lại cũng có một phần giống như hoàn cảnh con. Thật chúc là bước con ra nhìn cái áo dài của con là thấy thương rồi. Nó không quá sặc sỡ, nó cực kỳ đơn giản. Mà lúc nãy con nói những cái bài hát này nó liên quan tới cuộc sống của con, có thể cho mọi người biết một cái chút xíu gì không? Lúc đấy chị cũng vui lòng. Phải cảm ơn Cường. Con xứng đáng có một nút bấm ở vòng này để con có thể tiếp tục thể hiện ở vòng sau. Nếu như mà con cần bất cứ cái sự giúp đỡ nào về ca hát sau cuộc thi thì con có thể tìm gặp thầy Đại bất cứ lúc nào nha. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho con đã về được với đội của thầy Nam Cường và thầy Mạnh Quyền, lớp học Xì Trâm.
Và thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho đội của lớp học Sì Trâm đã tìm kiếm thêm cho mình một học sinh nữa rất ngoan và rất đáng yêu. Các thầy cô và toàn thể khán giả, con tên là Nguyễn Ngọc Hân, năm nay con 11 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh và con xin trình bày bài nhảy Hip Hop Dance. Xin chào Ngọc Hân, và bây giờ chúng ta khoan, duy cho coi cái. Xuống đi em thầy rồi, xuống đi. Không có thầy, không có rượt đô đâu. Trời ơi, nhìn gần mới thấy ai quýnh nhủ cho con nhỏ. Mà bước ra sân khấu tưởng trước khi ra ai quýnh khóc ổng không á. Anh tưởng em lên lưng phụ kiện. Không có phụ kiện. Thôi không có bấm, không có bấm, đi không về, coi lại về. Thôi tưởng lên mượn đồ. Ủa chứ. Vậy là cuối cùng là không nhấn nút là chỉ vì bé đánh nhủ không đẹp rồi. Thế không nhấn nút sao? Tưởng nhỏ ai chọc giận trong sao ra khóc. Rồi cái bé khóc cái không nhấn nút vậy hả? Đâu biết, tụi đâu biết nhảy đâu nhấn. Không mà con, thầy thấy vậy nè, con nhảy rất là đẹp. Nhưng bị một cái á, không biết là mấy thầy cô bên này có đồng ý không, là cái mặt con nó ít biến chuyển quá. Đúng rồi. Nó bị buồn. Của con mà thi con lo lắng. Đây. Thầy sẽ làm cho mặt con biến chuyển ở những vòng sau. Ồ, nhà thầy có thẩm mỹ viện hả? Cái thần thái chứ không phải cái bên ngoài ông ơi. Tưởng đâu mà thầy có thể làm mặt biến chuyển nhờ thầy chỉnh giùm cái. Chỉnh cho các bạn thầy Quốc Đại á. Anh Đại, MC đang có nhu cầu hút mỡ mặt. Em nói à, gì? Cái nào đây là cái sự phúc hậu và con nít nó rất là thích. Mời thầy Lộc tiếp tục ạ. Đối với thầy thì con nhảy thì nó còn hiền quá, thầy cần nó dữ dội hơn nữa, máu me hơn nữa. Thì con yên tâm, về đây thì thầy sẽ lo cho con hết. Cũng rất là may là thầy Lộc bấm. Tại vì nếu mà thầy Lộc không bấm thì thầy cũng sẽ bấm để thầy bắt thầy Lộc dạy con. Sao hai bên ngang ngược vậy luôn hả? Ngang ngược vậy luôn hả? Còn đối với thầy Quyền thì như thế nào ạ? Con thực sự có rất là nhiều động tác, con hiểu không? Nhưng cái lực tay của con rất là yếu, rất là lỏng và nó không có điểm dừng. Thầy đang chơi một điểm nhấn nào đó trong động tác, hay là một cái dừng hay là bum bum, nó chưa đủ mạnh để cho thầy cảm thấy ra wow, con hiểu không? Nhạc của con tròn rất là hay nha, phong cách áo quần của con thực sự rất là tuyệt vời, nhưng con thiếu rất là nhiều thứ. Và thầy cũng rất là muốn tròn con, nhưng mà thầy cảm thấy rằng là có cái gì đó nó ngắn cách cái tay thầy tới cái nút này, con hiểu không? Thầy Đình Lộc và cô Xuân Thảo đã tròn con, nhưng nhớ đây là cơ hội của con. Và con phải bản lĩnh nhiều hơn khi con bước tới lớp học này. Tại sao thầy không bấm để thầy giúp con? Bởi cái điểm gì mà hôm nay đang con. Dạ xin phép ban tổ chức cho em nhờ anh Quốc Đại giúp em qua kiểm tra coi cái chỗ cái nút á, nó có bị cái biến kiến nào chặn lại không ạ? Rồi. Đó cho nè, mà có gì đâu cản. Có khi nào tự nhiên tôi bấm bển cái về bển ta? Cái kiểu đó kiểu nha. Tôi tội đồ ha. Vậy thì bây giờ vậy nha, chúng ta có hai lớp học. Lớp học nào thầy cô cũng giỏi, lớp học nào thầy cô cũng thương con hết. Bây giờ con sẽ lựa chọn. Ai con cũng hâm mộ hết, nhưng mà quyền lựa chọn chỉ có một, cho nên con xin chọn về đội của chú Đình Lộc và chú Hợp lý. Xin chúc mừng đội Nhi Sắc Nhi đã tuyển thêm một chiến binh nữa về đội của mình. Đây, thầy ôm cả này, bộ lên nha. Hôm đi giật mặt như người thầy con. Chúc mừng con. Đường sau không được đánh nhủ gì cái vậy nữa nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì bé Ngọc Hân đã quyết định về lớp học Nhi Sắc Nhí. Có bây giờ tài năng nhí tiếp theo sẽ thể hiện khả năng của mình như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Con xin chào tất cả mọi người và toàn thể các bạn. Con tên là Nguyễn Gia Linh, năm nay con 6 tuổi, con đến từ Phan Thiết. Con rất vui khi được tham gia chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Hôm nay con sẽ hát bài Mobile Tháp Cổ. Mọi người hãy ủng hộ cho con nhé. Mobile tháp cổ
hồi thấy thương quá. Xin chào Gia Linh. Dạ con chào chú. Linh ơi, sao con chọn mày này vậy? Dạ bởi vì con thấy rất là khó. Con cho nên con mới hát để thể hiện cho mọi người cùng nghe. Đúng. Đây là một bài rất khó. Có lẽ là thầy hơi khó khi là thầy đã không bấm cho con. Nhưng mà bây giờ thầy bấm. Hôm nay cái sự trình bày của con chưa thuyết phục thầy lắm, nhưng mà ở những câu đầu thì có tạo ấn tượng với thầy. Nhưng mà bây giờ thầy nhớ lại là con mới có 6 tuổi à, mà con hát một cái bài khó như vậy, thầy biết là con tự chọn nữa thì con xứng đáng được vô tiếp vòng trong. Thảo cũng rất là ấn tượng với những động tác của con. Cô không có nghĩ là con ra dáng được như vậy đâu. Nó rất là có hồn. Đúng rồi. Theo cô được đi học thì có những cô cũng là người lớn rồi, nhưng mà cái hồn và cái dáng không có ra được như con. Không biết là ai dạy cho con ha? Dạ là mẹ dạy con. Wow. Mẹ con có phải là một biên đạo múa không? Dạ mẹ con tự nghĩ. Trời ơi, mẹ con tự nghĩ luôn. Đây thực sự là một cái bài rất là khó với một lứa tuổi như vậy. Thầy cũng rất là ấn tượng về mẹ con. Thực sự là thầy không có nghĩ là mẹ con có thể dàn dựng những động tác như vậy. Mẹ ơi, mẹ lên thấy vị trí của em và anh Xuân Thảo Đinh Lập đúng không ạ? Người đàn bà Quyền Lực ấy là ai vậy? Em thực sự rất là muốn gặp mẹ. Con được đền đáp xứng đáng về với chú Quốc Đại, vì chú Quốc Đại có duyên với những cái bạn rất là nhỏ tuổi và chú Quốc Đại đã từng thành công với những cái bạn đó, và thầy nghĩ rằng đây là một cái con đường rất là sáng cho con đi tới vòng sau. Con về đội cho thầy cô mình nào, mời con. Chú muốn bừng quá. Thí sinh tiếp theo sẽ lựa chọn về đội nào và các bạn ấy có được những thầy cô của mình nhấn nút lựa chọn hay không? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Trải qua 3 tập phát sóng, Tuyệt đỉnh song ca nhí 2 đã có sự quay trở lại vô cùng ấn tượng. Những tài năng nhí với chất giọng và khả năng ca hát đáng kinh ngạc. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Dàn huấn luyện viên chúng con chào chú. Hai bạn chắc là cũng đến từ ngoài Bắc đúng không? Dạ. Con tên là gì và đến từ đâu? Con tên là Trần Thị Trinh Mai và con đến từ Hải Phòng. Còn con? Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú, đến từ Bắc Ninh ạ. Bây giờ thì chú Khang sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Trong thời gian là 5 giây, hai con sẽ kể ra 3 món ăn đặc trưng nhất quê hương của mình. Rồi xin mời bạn Tuấn Tú bắt đầu. Là bánh phu thề ạ. Rồi tiếp. Bánh đa cua. Bánh đa cua tiếp. Chè sầu riêng. Rồi tiếp. Còn món được, còn món gì mà có ba tê, ba tê bỏ vô đó. 3, 2. Bánh mì que đúng không? Bánh mì que Hải Phòng. Đây là món ăn mà chú Khang rất là thích. Như vậy thì cả hai bạn của chúng ta đã rất là sẵn sàng rồi. Bây giờ thì chú Khang chỉ chúc cho hai bạn sẽ phải thật là tự tin ha. Nào, dạ. Xin mời hai bạn của chúng ta đập tay nhau để bước lên sân khấu nè. 2, 3. Rồi, xin mời các bạn cùng bước ra. Em bước
Son với ca khúc Son. Hai bạn mặc hai cái áo dài dễ thương lắm. Con tên là Ngô Văn Tuấn Tú, đến từ Bắc Ninh ạ. Dạ. Con tên là Trần Thị Tuyết Mai, năm nay con 12 tuổi và con đến từ thành phố Hải Phòng ạ. À. Hai cặp huấn luyện viên đã chọn hai con, thì chúng muốn lắng nghe gia đình Ngô Kiến Huy và Khải Như chia sẻ. Chào bé trai. Dạ, chào chú. Chào bé gái. Chào chú. Nghiêm túc vô. Cô chú chọn tụi con rất đơn giản thôi. Bởi vì khi chúng ta làm nghệ thuật, chúng ta cần sự động. Quy, bớt tạo nét lại, nói chân thành vô, chân thành vô. Nói chung là chú rất là thích tụi con. Đặc biệt là hai bé mận những bộ đồ rất là chỉnh chu, rất là đẹp. Cái bài hát này á, tụi con hát như tụi con đi chơi. Đúng rồi á. Rất là thoải mái. Cô nhìn thấy được cái sự tự tin của hai bạn. Mà đội của cô chú là tôn trọng sự thoải mái của tụi con. Cô chú muốn tạo cho tụi con không gian để con phát huy. Cô chú không muốn gò bó tụi con như bất kỳ cô cái khuôn khổ nào hết. Với cái chiến lược của mình đó là khi mà các đừng con xóa. Đến với cô chú á, các con muốn cái gì chỉ cần nói con thích như thế này, con muốn như thế này. Con ho một cái là cô chú biết rồi. Biết. Thì á, cô chú sẽ làm hết sức cho các con để mà các con có thể tỏa sáng hơn nữa. Và cô thật sự á, cô xin dành một tràng pháo tay dành cho hai bạn. Thích lắm, tôi thích cái sự mà cái cô gái này cổ hát điệu nghệ, có chàng trai này rất là ngẫu hứng. Như rất là thích. Và cô rất là thích cái cách mà các con trình diễn trên sân khấu không? Tại quá thích luôn. Ừ. Các con ơi, yêu. Hãy cho cô chú một cái cơ hội được gần tụi con và sáng tạo hơn với tụi con nha. Cảm ơn các con. Đó là gia đình của Ngô Kiến Huy và Khải Như. Cảm ơn, mời gia đình lui bước. Và xin mời gia đình tiếp theo, gia đình Vân Vũ. Chú phải công nhận là con hát rất là chuẩn. Nhất là con trai nè, Tuấn Tú nè, con nhỏ như vậy mà cái giọng con nó chuẩn và nó sắc nét và nhịp nhàng, tất cả mọi thứ cao độ nó rất ổn định. Rất là háo hức nếu như mà hai đứa được về với đội của cô chú. Tuấn Tú, con mấy tuổi? Dạ con 9 tuổi. Con 9 tuổi, các con có thích em bé không? Dạ có. Đến nhà cô chơi nha, vui lắm. Chú Thu Trang quá vậy. Nhưng mà nhà Trang không có đông bằng, nhà cô một chuồng. Vui lắm. Đủ thứ trò chơi, mình không cần phải học một cách nó rập khuôn, kỹ thuật và mệt mỏi. Mình vừa học vừa chơi. Cái gì phải táo bạo? Con cần sự táo bạo, trẻ trung, sôi nổi. Con ơi, nếu con muốn hỏi, nếu các con thành tâm muốn biết, cô chú sẽ thành tâm trả lời. Để trở thành ngôi sao ca nhạc, để trở thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật đầy quyền năng, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Kiến Nguyên, Khả Như bảo vệ ngôi sao nhí, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ôi, mỗi lần mình nói này mình không giành được đó nha. Nói tóm lại thì cô chú chỉ muốn là dành tất cả những cái gì mà nó tốt nhất, những cái gì trong mọi cái lĩnh vực của cô chú am tường, thậm chí phía sau lưng cô chú là hơn 4.000 người. Yeah. Hỗ trợ tụi con. Âm thanh ơi, ánh sáng 4.000 người luôn hả? Em nói quá cho nhỏ nó tin. Em mình không có chọn nên mình bớt ý kiến lại nè. Em hỏi thôi, em thắc mắc em hỏi thôi. Tụi con chỉ việc hát thôi, mọi thứ còn lại cứ cô thoải chú mái. Tụi con chỉ cần nói tụi con muốn cái gì thôi. Bây giờ thì Nguyễn Kha cũng muốn tham khảo ý kiến của đội, không biết là chị Ly có gợi ý gì không? Sâu tất cả. Trời ơi, vậy ơi, áp lực chứ không? Cô cũng khen hai đứa hát cái bài này cũng khá là tốt. Ở bé nữ á, con có vẻ như là tự tin nhiều hơn. Cho nên khi con hát á, con diễn mấy cái động tác của con, cô cũng rất là thích luôn. Còn cái cậu bé này nè, không có phải là dở đâu. Nhưng mà tại vì em cũng nhỏ tuổi nữa, với có vẻ như là em ngại ngại, em nhìn đông người quá, cho nên em hơi bị rút vào gì co cụm sợ lại thôi. Chứ nếu mà em này mà vô cái đội nào mà quen rồi là cũng không có vừa đâu nha. Không, nếu mà quậy muốn bung á, muốn bung thì về đội của anh Huy để bung cho coi. Đó, nói chung là bây giờ cô chúc mừng hai con đã có hai sự lựa chọn. Về đội nào thì cũng tốt hết rồi. Trời, chị Ly chỉ xinh đẹp, dễ thương gì đâu. Chị Ly chỉ nói cái gì cũng đúng hết trơn rồi. Thấy thương gì đâu. Rồi. Con ơi, trái tim thôi nha. Bây giờ rồi, hai con tim hay là nghe lý trí. Chị đừng có hát nữa. Bây giờ con đúng ơi, mỗi lần con tập con mỏi mệt, có cô sẽ tấu hài vui vẻ cho con nghe. Con chú cũng làm được nữa, hi hi. Chú ca sĩ mà trời ơi. Và bây giờ thì hai con hãy cho chú biết cái quyết định nha. Nó không chọn là tại mày. Con nghe được rồi, con biết luôn rồi. Trời đất. Vâng. Hả? Đừng để hố lần 5 lần 6 hơn. Con Hải Phòng
đâu. Có ai gọi xe tôi về trước không? Chứ đau tim quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói thật lớn tên của đội mà hai con sẽ về nha. Xin mời. Ý kiến của hai bọn con là sẽ về đội của huấn luyện viên. Cô Kiến Huy ạ. Huy, cảm giác của mình như thế nào? Em thật sự là em muốn đi về liền luôn á, để em bảo toàn cái vinh quang của em. Tại vì em sợ em đi tiếp này em bị nhục. Thôi để em nghe cái gì mà dính đến chị Dân là em thấy vui rồi. Hãy dành một tràng pháo tay cho người phụ nữ của chúng ta. Bất cứ thí sinh nào đến từ Hải Phòng thì cô ấy cũng đều không giành được. Dạ. Chúc mừng với 100 lần vâng. Dạ. Mình thắng làm vua, mình thua mình làm lại, không sao hết. Còn bên đây thắng đừng kêu nè, nghe không? Không, không. Cái cách ăn mừng làm, quá làm, là bồng bột luôn. Là làm nói vậy mình góp ý mình nghiêm túc lại cho chị Dư. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Mỹ Yến, con đến từ Cái Lậy Tiền Giang. Vừa rồi là đoạn nhạc mà con muốn gửi tặng đến tất cả mọi người. Âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của con, và bố con là người đã truyền cảm hứng bằng cách là đã dạy con đàn. Thể loại âm nhạc của con yêu thích đó là pop ballad và R&B. Đây là cuộc thi đầu tiên mà con tham gia, con cảm thấy hơi hồi hộp nhưng mà cũng rất là hào hứng. Dù là hồi hộp nhưng mà con sẽ cố gắng giữ thật bình tĩnh để lên sân khấu biểu diễn thật tốt tiết mục của mình và chinh phục cả ba vị huấn luyện viên. Keeping my angel.
con đánh guitar và nó phong cách. Giới thiệu đôi nét về mình đi con, tên gì, học được guitar bao lâu rồi? Dạ, con tên là Phạm Mai Yến, con đến từ Tiền Giang. Con Yến ơi, con học guitar được bao lâu rồi? Dạ, con vừa học đây. Con vừa học thời gian gần đây. Tôi thấy, ủa, đâu mất hình người rồi à, Vân ơi? Xuống đây đó rồi. Dạ. Ủa, cặp đôi này có bấm không? Sao thấy có vẻ đứng dậy nhấp nhõm vậy? Thiệt ra mà nói, nói nào ngay. Khi mà con cất cái giọng hát lên, chú đã khiệu cô Như. Gạt đi bé. Rồi không biết sao giờ hai đứa đứng như hai đứa bức tượng chờ chồng không làm được gì. Thay vì gạt cận giờ hành gạt đi nước mắt rồi. Cô biết tại sao mà chú đứng ở đó không? Là tại vì ngoài là một huấn luyện viên mà chú còn là một khán giả. Con có một cái màu sắc riêng. Một cô gái với một cái guitar ngồi đàn là đã quá đủ thuyết phục rồi. Bây giờ mình đang rất là thiếu những cái âm nhạc nó chân phương mà nó mộc mạc và nó chạm tới trái tim giống như cái bài mà con vừa hát. Cho nên là con đã chạm được trái tim chú và chú sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chú để làm cho mọi người hào hứng theo con, vui cùng con, khóc cùng con, cười cùng con. Tại vì một khi con đã vào đội của chú, con là người thân của chú, mãi mãi sẽ là như thế chứ không chỉ riêng ở trong cái chương trình này không. Cho nên chú rất mong con sẽ về đội của cô chú. Yến biết không? Con có biết là con đẹp kinh khủng luôn. Bây giờ cô chỉ muốn là một lòng một dạ theo chú Vũ. Yeah. Để mà cháu hay không mọi người ơi? Tất cả những gì tuyệt nhất cho con mà thôi. Cảm ơn cô Vân. Bây giờ đây thì mời gia đình Màu Hường chia sẻ. Hình như là chị Ly chị đang đau đầu về một cái điều gì đó đúng không? Thực ra là cô cũng nói cho con biết là trong đội của cô cũng đã chọn rất là nhiều bạn rồi. Cho nên là bây giờ mỗi một cái cần gạt xuống của cô là một cái sự đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cái màn hình mở ra và cái hình ảnh mà con ngồi đờn đó, nó có một cái sức hút lạ kỳ, cô không hiểu nữa. Và cô gạt, cô nói với Lập là phải gạt cần ngay. Thấy một cái phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Khi mà con nói con đàn á, nhìn lên cái chất riêng của con là đó là cái chất nghệ sĩ á. Nhìn cái phong thái nó từ tốn, nó nhẹ nhàng lắm. Cảm giác là không có gì áp lực, cứ ngồi hát nghêu ngao thôi. Ngồi giống như là ta gọi là tự do mà trình diễn cái nghệ thuật của mình á. Không có biết là áp lực thi cử như thế nào hết. Và con đã hoàn thành rất là hoàn hảo và trọn vẹn cái bài hát. Một ca sĩ, một nghệ sĩ lên sân khấu á, ngoài cái chuyện hát hay hay là diễn hay, cái điều quan trọng là cái sức hút. Cô không thể nào kìm lại, cho nên là cô và chú Lập phải bấm để chọn con thôi. Chúc mừng tiết mục của con rất nhiều. Bây giờ là quyết định của em. Em sẽ chọn một là về đội của huấn luyện viên Vân Vũ, Ốc Thành Vân, Dương Triệu Vũ. Và hai là đội của huấn luyện viên Ly Lập, Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Dạ con xin cảm ơn hai cặp huấn luyện viên đã chọn con ạ. Và con xin về đội của Cẩm Ly. Chào tất cả mọi người. Con tên là Quỳnh Anh, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Con tên là Bảo Hân, con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúng mình về đã chọn cho tụi con một ca khúc khá khó. Cho nên là tụi con cảm thấy rất là bối rối. Đây là lần đầu tiên con hát song ca. Và con thấy giọng của bạn Bảo Hân cũng rất là tốt. Và khi song ca với bạn ấy thì con cảm thấy là hai đứa con giọng cũng khá là hòa hợp. Con hy vọng ban giám khảo sẽ chọn cho con, cho tụi con, để cho tụi con có thể được đi tiếp, được đi từ đến cuối chương trình luôn. À nó nghe nè, nếu mà vô trong ghi hình đó, tụi bà cố gắng hát hay cho hay lên, tụi đậu nghe chưa? Nghe chưa? Ngập ngừng bước trên nẻo đường về quê cũ, khói lam chiều bao phủ mái nhà tranh. Lòng xa
một mình qua xóm vắng. Mẹ ơi con nhớ tiếng giọng thưa, nhớ tiếng áo của mẹ trong những đêm trăng rọi. Rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm khi bước chân đi lần trong cuộc trời đời ơi. Đời mà phải lấy Huy ơi, phải lấy em ơi. Khôn nguôi khi lớn con đi trên phần khi lúc tay còn trắng tay. Mãi mãi con nhớ nước ngoài, nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nắng đi. Đôi tay run run anh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn và nổi gai ốc. Con ơi, tụi con rất là nhẹ nhàng, rất là khoan thai. Tụi con không phải gồng mình, tụi con không phải làm gì hết. Phân câu rõ ràng, hát xong, hát, đá qua đây, hát, đá ngược đây, hát. Và nhiệm vụ nổi da gà để cho ban giám khảo. Thái nó gọi là ung dung tự tại, không phải cố gắng để nó gọi vô chữ nào hết trơn rồi. Hai con hãy tự giới thiệu về bản thân mình đi. Cô chú muốn biết. Con xin chào 6 vị huấn luyện viên. Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào Bảo Hân. Con tên là Lương Trương Quỳnh Anh, năm nay con 12 tuổi và con cũng đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời, chào con. Bảo Hân, con có một cái giọng rất là đặc biệt luôn. Và chú cảm nhận được cái sự thành thật ở trong cái giọng hát của con. Cho nên khi con chuyển tải cái bài Đèn Khuya này đó thì nó chạm ngay trái tim của chú. Còn về con á thì con có một cái giọng cao vút mà nó sáng, nó như là cái dao kéo vậy đó. Mà nó chém thẳng vô trái tim người ta. Nói chung là hai con đã hớp hồn chú với cái bài Đèn Khuya này.
con làm rất rất tốt và chú cảm thấy rất là hãnh diện khi mà tuổi trẻ của Việt Nam mình vẫn còn biết trân trọng những ca khúc như thế này, vẫn còn có thể chuyển tải được ca khúc này một cách trọn vẹn như vậy. Cảm ơn hai con đã cho cô chú một cái tiết mục tuyệt vời như vậy. Cảm ơn con. Con ơi, đội của cô chú trong suốt thời gian dài, cô chú ngồi đồng, ăn nằm, ngủ về ở đây, cô chú đang tìm kiếm một cái giọng lội như tụi con. Thì á, khi mà hai đứa xuất hiện, cái giọng hát thôi là Huy với cô Như là chọn đi muốn banh cái cần. Nhưng mà da gà nó nổi lên nhiều quá, phải đợi nó lặn xuống cô chú mới đúng gạt là được. Cái giọng hát của hai đứa con thuyết phục cô chú rất nhiều, và cô chú rất là hân hạnh nếu như mà hai con chấp thuận vào nhà của cô chú để mà cô chú có dịp đồng hành với các con sâu và xa và hoành tráng hơn. Cảm ơn. Con ơi, hãy nghĩ đi, giọng hát tụi con như là một cái gì đó quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô chú chỉ là làm cho nó lung linh, huyền ảo, hoàn hảo và hoành tá tràng hơn. Lựa chọn hay không cô không dám nói nhiều nữa, tùy tâm con nha. Vạn sự tại duyên. Thì bây giờ hai con hãy quyết định đi. Bây giờ mọi người mình cùng đếm 1, 2, 3 nha. Cho hai cháu quyết định. Dạ đem đếm cho. Cặp huấn luyện viên mà tụi con. Giây phút này mệt lắm. Tôi đầu tiên quá. Về nha, chuẩn bị nha. 1 2 3. Chú Huy và cô Như. Như cầu sang mà sao tính tình kỳ. Cảm ơn khán giả. Lịch lãm lắm, thấy không? Bớt nói cái người ta tin mình liền, thấy không? Thì là lát nữa chị phải về là hát là không biết gì sao. Không tin chung đội luôn á trời. Và sau đây thì hai chúng mình cùng nhau hỏi vài câu hỏi để tìm hiểu nhau, và cũng giống như cho mọi người ở đây cùng biết. Đầu tiên, anh thích ăn gì? Anh thì ăn pizza. Ồ, còn em thì không. Em thích ăn trứng. Trứng à? Trứng thì anh thích ăn trứng rán thôi, còn trứng luộc anh không thích. Wow. Anh lại thích con gì? Anh thích con chó. Em lại thích con sâu. Con sâu ghê quá. Mà từ nãy đến giờ mà mình cứ không hoài thì mình có hợp nhau nhỉ? Thế thì mọi người hãy cùng đón xem phần thi của cặp đôi. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Dù suối ta vượt núi sông, dù tranh vây có giá gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Chào tôi, chào người bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạn người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Một nơi để trở về, đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây
bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá. Để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi. Rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ xa. Trời ơi, gia đình tôi loạn lạc hết trơn. Cái gia đình bạn có thấy gia đình tôi giống nhau không các bạn? Cô chú rất muốn chọn con về đội cô chú, nhưng mà tại vì cô chú đã không gặp song ca với màu sắc như vậy nên cô chú rất là tiếc. Nãy giờ khi mà bức màn mở ra con thấy một mớ hỗn độn của huấn luyện viên là nó có lý do à. Chứ không phải là các huấn luyện viên là không có tập trung nghe nhạc đâu. Là có bởi vì ai cũng có một cái phấn khích. Đúng rồi. Nhưng mà có nghĩa là như vậy, cảm giác phù hợp với nhóm nào là nãy là chú xong pha, chú nhào con kia, chú tính gật cái cần ở bên kia luôn mà không làm được. Rất là hợp với là đội của Mai Nhớ, Lạc Huy cũng đang cần. Ngon hiểu không? Hát hay đến cái mức mà bây giờ ai cũng muốn chọn hết. Nhưng mà thôi nói chung mấy cô chú nói nhiều quá, cái này của đội của tôi mà đi về chỗ cho tao nói. Nói đúng không? Thôi đi lên người ta nói. 5 điểm về chỗ. 5 điểm về anh chỗ. Cho em nói chuyện với con anh chút đi. Cho mấy dứa này đi về chỗ đi. Sao tôi nói với mọi người nghe, tôi kể mọi người nghe. Ngồi trong hậu trường á, anh em nghệ sĩ ăn uống vui vẻ nhau, không bao giờ nói chuyện. Ông để dành lời lẽ ra đây ông chặt tụi tôi. Trong hậu trường là vậy nè. Sợ vậy nè. Trong hậu trường, trong hậu trường thấy cầm điện thoại, cầm điện thoại. Vũ nói chuyện đi. Không không anh bận rồi. Anh Vũ nói chuyện với anh em. Bận soạn văn ra anh chặt gì em. Không? Đúng rồi. Anh cầm điện thoại anh bấm hoài là anh soạn từ ngữ, soạn văn ra đánh chặt tụi mình. Bây giờ muốn chặt đúng không? Về chỗ. Anh chuyện với con anh xíu đi. Ủa em ơi, tự nhiên nói chuyện với con anh làm gì? Không giao lưu thôi, tại biết sao không? Em đứng cái bên em cảm giác phát nhục đó. Thằng bé nó cao hơn mình là sao nhỉ? Là em lùn cái gì đâu. Con nhiêu tuổi? Dạ, con 13 tuổi ạ. À hên quá, chú 12. Trời Lập, Lập 12 tuổi lùn hơn là đúng rồi. Em nói được câu đó luôn hả Lập? Dạ được chứ. Em là song pha lắm, cỡ nào em cũng nói được hết. Rồi bây giờ mời mọi người cùng làm quen với hai đứa con mới của nhà mình nha. Dạ con chào các cô chú huấn luyện viên. Con tên là Phạm Ngọc Thiên Thanh, năm nay con 11 tuổi. Dạ con tên là Nguyễn Phi Long, năm nay con 13 tuổi ạ. Trai tài gái sắc đó. Rồi rồi nè. Chú Lập với lại cô Ly á, không có gạt cái cần đó được, là đang cần cái sự mà nổi loạn hơn nữa. Ủa sao đội tôi mà đội này phân bua không vậy trời ơi? Mình về đi kẻo lạc đàn. Cho nên là cho em được nói đi. Tôi muốn nói ở trên sân khấu à, vậy mới tỏa sáng được. Mời nè, mời 10 cái dưới về chỗ giùm đi. Cho ôm mấy đứa nhỏ cái. Nói giỡn chứ Vũ sợ là hai cháu bị hoảng loạn thôi. Mấy con sẽ không hiểu tại sao mà con hát tốt như vậy mà chưa ai chọn con hết. Cái lý do đơn giản là tại vì mấy cô chú đã có cái màu sắc này ở trong đội rồi, kể cả cô chú cũng có luôn. Nhưng mà chú cảm thấy nếu như mà không chọn con thì nó quá bất công, tại hai con làm quá tốt. Cho nên chú thà có hai màu giống nhau mà vẫn phải có con ở trong đội của chú. Cho nên là cảm ơn hai con đã trình diễn rất tốt. Dạ cảm ơn chú ạ. Cảm ơn cô. Thôi bây giờ là mình là một gia đình rồi, yên tâm, chỉ có việc mọi là vô nè. Làm thật tốt thôi nha. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Trần Ngọc Gia Hân, năm nay con 11 tuổi. Và ba con là tổ trưởng tổ dân phố. Và mẹ con vừa làm thợ may, vừa làm nội trợ. Hôm nay con có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất là con được vào vòng lộ diện của chương trình Tuyệt Điểm Song Ca Nhí. Niềm vui thứ hai là ngày mai là ngày sinh nhật của con. Nếu như con
đậu được vòng lộ diện này, đó đó sẽ là một món quà kỷ niệm nhất từ trước đến giờ con có. Và ba con đã vận động hết đạt tổ 84 đến ủng hộ cho con, nên con cảm thấy rất là vui, không có gì phải lo lắng cả. Mong mọi người hãy ủng hộ cho con nhé. Peace. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. As long as I can feel the beat, I don't need no money. As long as I keep dancing. Come on, come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gonna paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. Con xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chú lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cô sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị Vân. Chị về Hải Phòng chị đi. Chị Hải Phòng, Hải Phòng. Chị kia chị. Nghe cái chất giọng á là con như là đúng ý của chú với lại cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định. Nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Con chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. Cái không, gì không? Hát như là thần luôn đó. Thì con hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là điên loạn. Điên loạn hết. Con ơi, con có thích thi thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết Dekhi không? Dekhi đó, giống y như chú vậy đó. Chú là Dewi.
đó, thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Ui, thôi nín đi được rồi. Bây giờ như thế này, cô khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á, làm cho cô quá thích. Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi. Cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con. Thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay, và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu. Con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là vậy. Con bung xỏa hết mình, nhưng mà con nghe khoảng một giới hạn đó, lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe, ví dụ nha, quậy xuống đây. Lập ơi, Lập. Dạ con chào cô chú. quậy đây. Dạ con chào cô chú. Thích Lập, như vậy đó. Lập ơi, tới Lập, chào. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em. Người ta quậy rất là chất luôn. Còn con của biết em là nó bị lạc lìa lạc lội. Rồi giống như ơi, là vậy lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi, không sao đâu. Cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về cho mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Bây giờ là khi mà thực sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa, và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chú muốn chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói, đây cũng có trắng nè, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi, em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm. Tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở còn giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3. Một là chú Lập, hai là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng quẹo lựa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á, mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quy, 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 anh Quy, làm thử cái nè, đứng đây em nhạo tới mơm anh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nào. 2, 3. Em đi toilet một cái. Chào các bạn. Chào chú Kha. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình đi. Hai bạn đến từ đâu? Con tên là Phương Linh, con đến từ Hải Phòng ạ. Phương Linh. Còn con tên là Kim Anh, con đến từ Hải Phòng ạ. Như vậy hai bạn là đến cùng một thành phố. Cái lúc mà đi thi đó thì biết tin mình được vào thành phố Hồ Chí Minh để quay hình thì hai con thấy như sao? Con thấy rất là vui và hào hứng. Rất vui đúng không? Hai con có tự tin là mình sẽ giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo không? Có ạ. Có ạ. Thế thì chúng ta sẽ quyết tâm thật là tốt để giành được chiếc vé bước vào những vòng sâu hơn ha. Rồi chúng ta sẽ cùng đập tay nhau nè. Dạ. 1, 2, 3. Yeah. Chúc hai con sẽ thi đấu thật tốt. Xin mời, bước ra. Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, những ánh sao thắp sáng bóng đêm. Thương anh sáng ấy lăn đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Sông dẫu có lúc gặp gành,
từng bước hiên ngang dù muôn khó khăn, sống với những khát khao đam mê trọn vẹn, một niềm tin tương lai tươi sáng. Tôi sẽ là vững vàng sống với một tình yêu ở đất nước, tình yêu ở ngày mới, mang tri thức hiên ngang xây hoài bão để sẻ chia và chung một niềm cao cả. Chúng ta quay trở lại, chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Con tên là Nguyễn Phương Linh, con năm nay 10 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị ơi, Hải Phòng chị ơi. Chị ơi, chị ốc ơi. Còn con tên là Bùi Vũ Kim Anh, con năm nay con 10 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, một cặp đôi đến từ Hải Phòng. Nhưng mà ốc ơi, lần này đội mình không có chọn thí sinh nên mình không có bị vô cái thế là mình mời bây gọi mà người ta không về. Bây giờ cứ nghe tới Hải Phòng là nó tuột huyết áp, nó choáng váng rồi. Bây giờ xin mời cặp đôi gia đình nhà mèo, đôi hên nhất. anh nói chữ hên mà nó sao nó trì xuống quá vậy? Không hên thiệt mà, bên đây đâu có bấm đâu là hên anh Khang rồi. Anh phải để ý là tại sao mà tụi em luôn chọn mà hên hay sao mà chọn ngay cặp đôi không à? Như thế này, tại vì luôn luôn cảm thấy được cái sự lửa thoải mái của các con. Thật sự bài hát này nếu mà nói về giọng thì cô Như cảm thấy là chưa thật sự mà thuyết phục cô Như. Nhưng mà chú Huy say qua chú Huy nói nghe cái giọng con nít lắm, nhưng mà có bè, có tập bè cho tụi nhau. Con có cái sự bè bối rất là rõ ràng. Và cô hy vọng là với cái lửa của các con đang có, với cái tiềm năng các con đang có, thì cộng với chú Huy, với cô và tất cả những người sẽ hỗ trợ các con, sẽ cho các con những tiết mục hay hơn nữa. Mà cô hy vọng là cô có thể hỏi thêm là các con có thể hát được một cái bài hát khác, nó thể loại khác không? Con hát dân ca đương đại. Thử nghe, thử bên đây hát được cái tôi gạt nữa nè. Thử đi. Con cứ hát không sao hết á. Bây giờ con cứ thuyết phục hết tất cả mọi người. Nếu như mà họ chọn con có về đội ai cô cũng chấp nhận, bởi vì con tỏa sáng, con xứng đáng với điều đó. Cố chấp nhận hay đứng khóc. Con khóc giữa trời rồi. Không tin nói được câu này luôn á. Nghe không tin luôn. Con xin hát bài Đá Trong Trời. Wow. Từ
thuở hồng hoang đã thăng hoa. Dừng lại một lần để đắn đo thức tình bay thăng hoa, để rồi chờ đợi để hóa thành vọng phu. Bây giờ bạn là dân gian đương đại rồi đó, còn có thể loại nào khác không? Con cũng biết hát bài Giấc Mơ Cha Pi ạ. Ok, con thử đoạn đi. Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Rồi, cảm ơn hai con. Sau phần thể hiện vừa rồi thì chắc chắn là không còn nghi ngờ gì nữa. Hai con đã về với đội của gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Xin chúc mừng. Chào hai bạn. Con chào chú. Hai bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ thưa chú, con tên là Nguyễn Vũ Cẩm Linh, con đến từ Hà Nội ạ. Con tên là Phạm Anh Thư và con cũng đến từ Hà Nội. Có biết nhau từ trước không? Dạ có. Biết nhau từ trước rồi, có rủ nhau đi thi không? Có. Rủ nhau đi thi luôn. Bạn nào rủ bạn nào đi thi? Bên này thì con đi ạ. Như hai bạn ngoài ca hát ra thì có sở trường hay là có năng khiếu gì không? Dạ con thưa chú là con có thể nhảy dance sport, chơi đàn piano ạ. Wow, hay quá vậy. Có nghĩa là con vừa đánh đàn piano xong con vừa nhảy dance sport luôn đó phải không? Hay quá. Cái con bạn Thư thì như thế nào con? Cũng biết đàn piano, cũng biết nhảy dance sport. Như vậy chú Khang đáng nè. Với một cái thể loại là nhảy dance sport rất là sôi động thì chú nghĩ là hai con sẽ hát một cái bài rất là sôi động đúng không? Dạ không phải. Không phải hả? Có gì là tụi con hát thể loại nào? Opera. Cái gì? Opera. Thể loại opera hả? Cái thể loại này ăn với lại bánh mì ngon lắm nè. Không phải opera. Opera. Opera có là thể loại là sao chú hát giống con chim nó bị mắc nghẹn rồi. Chú hát giống con gà nó bị nước dây thun á. Chú Khang cũng thích đi học nhảy đó. Nhưng mà chú Khang nhảy không có đẹp. Thế thì bây giờ hai bạn, hai cô giáo tí hon có thể dạy cho chú Khang có thể nhảy một bài động tác được không? Có. Xong cái mình học nhảy xong cái hai con bước ra sân khấu luôn ha. Đó, bây giờ chuyển hướng nha. La la cha cha. 2, 3. Mắt nơi ơi xin đừng đi nhé em. Hey, mắt nơi ơi xin đừng xa cách tôi. Hey. Rồi, ok. Rồi, thôi chú Khang thấy là thôi bây giờ cái khả năng nhảy của chú Khang nó cũng được lắm rồi. Nó cũng xuất sắc lắm rồi. Chúc hai bạn của chúng ta sẽ thật là tự tin. Thư, phải cố gắng hết sức mình. Linh, phải cố gắng hết sức mình nha. Cặp tay cái. Yeah. Rồi, chúng ta cùng bước ra. Chúc hai bạn may mắn. Cảm ơn. Chưa bao ơn tình, ôi xin.
Hai con tên gì? Con chào tất cả các cô chú huấn luyện viên và tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay. Con tên là Nguyễn Vũ Cẩm Linh ạ. Con năm nay con 9 tuổi ạ. 9 tuổi còn con? Con tên là Phạm Anh Thư, năm nay con 10 tuổi và con đến từ Hà Nội ạ. Wow. À, hai bé giống như chị em sinh đôi ấy, nhìn hao hao giống nhau ghê. Lúc nãy lúc mà hai con hát cái tiếng Ý á rất rất hay. Nhưng mà khi mà con chuyển qua cái tiếng Việt á thì chú cảm thấy nó còn hơi bị loạn choạng chút xíu. Có thể là tại vì con nghe cái version nhạc tiếng Ý thường xuyên hơn đúng không? Con tập ở trên cái đó. À, nhưng mà khi mà con hát qua tiếng Việt á, cái đó là làm cô chú hơi phân vân tí xíu. Có nên gạt cái cần hay không? Cô chú rất 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 gần để mà gạt cái cần rồi nhưng mà... Tại vì hai con làm rất là tốt. Hồi nãy là em có gợi ý bên chị Như. Cái màu opera này rất là màu nhạc kịch. Rất phù hợp với lại đội của anh Quy. Quý Duy và chị Như nè. Ngoài thể loại nhạc này thì các con có hát thể loại nào khác nữa không? À, thưa cô là con có thể hát nhạc loại pop ballad á, dòng nhạc quê hương á. Ồ. Mọi người có thể nhảy dance sport ạ. Ồ. Oh. Chú Huy đứng lên rồi kìa. Con hát thử một bài trước đi nha. Rồi con tí nữa con nhảy một đoạn dance sport để mà thuyết phục mọi người. Come on. À, con xin phép là con sẽ hát bài Khát Vọng. Ok. Ok. Và sao đánh con xin phép ban nhạc đánh cho con giọng La Thứ á. Và sao không là gió làm mây để thấy trời bao la, và sao Tư ơi, chị em đi. Nghĩ cái này là định mệnh rồi đó. Chị có nghe cái câu cuối của cái bài này là gì? Là vô tư. Gieo hạt nắng vô tư. Chính xác, mọi người đồng ý không? Chị ơi, có thể để cho bé đi hả? Em thì em hơi tham lam, em rất là muốn chọn nhiều bé. Nhưng mà với kinh nghiệm của chị Ly là coi như đã ngồi một vòng rồi, cho nên là chị rất là cân nhắc. Em thì em hơi bồng bột chút xíu, bây giờ em thuyết phục chị em sử dụng quyền năng của chị của em lần thứ hai nè. Em thêm luôn nè. Phải nói chị Tư. Mình vẫn còn khai thác rất nhiều thể loại khác đó chị. Chị ơi, không thể cho bé đi về không chị ơi? Ba. Chị. Chú biết rồi mấy con ơi, chú hiểu cô Tư. Cô Tư chắc chắn sẽ gạt, không thể nào cô không gạt được, con an tâm. Nhưng mà... Yeah. Trời ơi. Các con có biết tại sao mà cô Út rớt nước mắt không? Tụi con thực sự rất là xứng đáng với những lời khen tặng. Cô nhìn tụi con từ xa, màn mở ra cô thấy một cái ánh mắt của hai đứa có một chút gì đó hoang mang, là vì tại sao không có thấy đội nào chọn mình. Rồi đến khi mà chú Vũ nói rằng là con hát đi, con có khả năng nào con thể hiện đi, con dõng dạc cho con La Thứ để con hát. Nếu như cô mà là người thân của tụi con, cô mà làm mẹ của các con thì chắc cô sẽ khóc hu hu, bởi vì cô quá tự hào khi có những đứa con dám bản lĩnh yeah. Dám làm cái điều mình thực con sự thích ơi. Các con rất là giỏi. Bây giờ cô làm cho chương trình nó trầm xuống rồi đó. Bây giờ con nè, con chơi một điệu nhảy giùm con lên đây. Dance sport, dance sport, dance sport. Đây, đây con. Dance lên. Everybody clap your hands. Bây giờ mình yên tâm rồi, mình chạy xuống mình khoe ba mẹ mình đi nha. Con tên là Ngọc Ánh, năm nay con 12 tuổi, con sống ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì có rất nhiều cảnh đẹp, ví dụ như là Hồ Hoàn Kiếm, rồi phố cổ, rất nhiều, nhưng mà đẹp nhất vẫn là vườn hoa nhà con.
ở đây hoa nở bốn mùa. Mùa xuân có rất nhiều loài hoa, ví dụ như là hoa đào, hoa mai, hoa hồng. Còn mùa hè thì lại có những loại hoa như là hoa hướng dương, đồng tiền. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh thì con cảm thấy là rất nhớ vườn hoa. Thì mọi thứ, không gian khác, rất khác Hà Nội. Và các bạn ở miền Nam thì cũng có cá tính riêng. Giữa các bạn tài giỏi như vậy thì con cảm thấy là con cần phải cố gắng luyện tập thật chăm chỉ hơn để có thể chiến đấu cùng các bạn. Giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no, chiếc áo mới đến trường. Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ trái cha cơ hàn. Nó luôn mong ngược như chúng bạn, và chắc quần nó không lạ ơi. Chính cha vì không cho con được như thứ giống người ta, từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều thoát ra, từ một chiếc xích lô cha chưa có gì cả. Đến một ngày không còn cha, con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh. Đơn giản cha muốn gánh mọi thứ một mình, con đã sai và không thể lặp lại vì dáng cha. Thì bước sang mãi mãi rồi nước mắt con lăn dài, nhưng con biết cũng chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại. Thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa, nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa. Cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Cô tên gì? Con tên là Chu Thị Ngọc Ánh ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 12 tuổi ạ. Nhà con... đâu con? Nhà ở đâu con? Vì sao tự nhiên hình sự với con bé quá vậy? Kệ tôi. Trời đất. Nhà ở đâu con? Dạ, nhà con ở Hà Nội ạ. Xuống đây nè. Trời ơi. Vì như chạy bắt cóc con, vậy? Chạy đi, lẹ lên lẹ. Nắm tay con, nắm tay con. Lẹ lên lẹ lên lẹ lên. Là muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ mình phải làm cho bé nó tại vì nó một mình nó bước ra mà nó rung vậy nè. Phải chọc cho nó khóc đúng không đúng em? Đúng rồi, phải chọc cho nó khóc mà giờ nó cũng chưa kịp khóc luôn. Nó có rung không? La mà con rất bình tĩnh luôn. Đúng rồi. Cô chú chúc mừng con được vô chương trình rồi. Con cảm ơn yeah. Ngoài rap ra rồi con mà còn cô chú cũng xin chia buồn với con. Con vô đội của hai người này rất là nhoi con ạ. Cái gì? Cái gì? Con chuẩn bị tinh thần chưa? Đâu. Hay là bây giờ mình nhoi một cái cho cháu đi, nó sợ chơi. Vô. Dạ, con đọc rap đi, con đọc rap đi. Đọc rap đi.
Hey. Tuổi thơ con vẫn thường trích cha vì không cho con được những thứ giống người ta, từ miếng ăn đến quần áo mọi thứ đều thua xa, từ một chiếc xích lô cho chưa có gì cả, đến một ngày không còn cha con mới nhận ra bao năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cho muốn gánh mọi thứ một mình, con đã sai và không thể lặp lại vì dáng cha. Cha. Trời ơi. Thấy chú kè giỏi không con? Con kè, chú kè xong là nằm đo đường luôn. Chú mệt quá. Vậy không biết chị xúc ốc hết chưa em, xúc ốc hết chưa? Mà em đang nhảy bình thường, đang nhảy theo đúng cái nhịp đó, nhìn qua là em lẹo luôn không? Chắc xin ý kiến của các cô chú huấn luyện viên, dù là không chọn nhưng hãy cho bé nó một chút kinh nghiệm, một chút niềm tin để có thể mà đi sâu đi xa với cái đội hùng dũng mãnh của mình ha. Chú rất là bất ngờ bởi cái sự cá tính của con. Con ra đây con tự tin con hát xong cái đoạn đó, con còn rap nữa, làm cho mọi người càng thăng hoa hơn. Và con làm cho mọi người hiểu được con đang nói gì, con đang rap về điều gì, và con biểu cảm được cái đó. Cho nên là cô chú rất là khâm phục con vì cái sự bản lĩnh này của con. Dạ chị Ly ạ. Chị thấy Tức Út nhảy làm sao chị? Tốt lắm. Bản lĩnh lắm. Cá tính. Chúc mừng em rất nhiều. Chị đây cũng chị muốn gạt rồi đó nghe. Thôi được rồi, tới dạ. Đây là được rồi. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn chị Ly. Tư ơi, hay là mình gạt luôn đi Tư. Trời ơi, gia đình mình sao vậy không? Con ơi, đi về xong rồi nó con. Cảm ơn con. Cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn chị Ly. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn con. Đà hứng khởi từ hai tập trước. Ở tập thi này, những thí sinh nào sẽ lộ diện và giọng hát tài năng nào sẽ chinh phục được các huấn luyện viên? Nắng thu buồn nhóm vàng ngõ trúc giang, từng nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nghe buồn. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi ngã xuống giữa trái. Tiếp tục là những màn tranh đấu của các huấn luyện viên. Mọi thứ đó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Quá hay. Quá hay. Quan trọng là được sở hữu một cặp đôi như thế này là một điều rất là may mắn của các huấn luyện viên. Và chắc chắn nếu con về con sẽ là ngôi sao. Phải về đội của chú. Ai sẽ là người chiến thắng? Chắc ngay. Mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. Ủa, giờ không tin được. Cái này gọi là ý trời. Trời ơi, cao xanh ơi. Con đến từ Long An, dòng nhạc yêu thích của con là dòng nhạc bolero. Và con theo đuổi dòng nhạc này từ khi con còn rất nhỏ. Con thích dòng nhạc bolero và trữ tình danh ca. Khi con còn nhỏ mẹ con thường hát ru con ngủ, cho nên là lớn lên con cũng thích dòng nhạc ấy. Khi mà con được ban tổ chức thông báo là con hát chung về Hoài An thì con rất là vui, bởi vì con được có bạn mới. Và trong khi tập thì con có vài khó khăn đó là ở xa cho nên không tập được nhiều. Do là giọng của con với giọng bạn nam là giọng nam với giọng nữ, cho nên là đôi lúc có một chút khó khăn về cao độ. Mặc dù là có khó khăn trong lúc luyện tập, nhưng mà so với độ tuổi của con và bạn nam cũng có điểm tương đồng nhau, cho nên là cũng hiểu ý nhau. Bây giờ mình cố gắng đi lên sân khấu biểu diễn cho thật tốt nha. 2, 3. Yeah. Tóc con dài mẹ cài bông hoa ly,
mẹ lượm từng bông bưởi trắng con gối đầu. Mẹ kể chuyện xưa bông bưởi qua cao. Mẹ dạy từng câu họ lý ca dao. Nắng thu buồn nhộn vàng ngõ trúc vắng. Từng nhịp dòng đưa mẹ hát tiếng nghe buồn. Chừng lưng lưng cơm mẹ gói mò cao. Mẹ lên ruộng sâu gặt hái nuôi con. Con vẫn nhớ giường cao trước cửa. Và con vẫn nhớ dừng bưởi sau hè. Mẹ không còn từng bông bưởi trắng. Cơn nhẹ gió bông bưởi rung đầy sớm. Con sẽ nhớ dừng cao ấy mãi. Và con sẽ nhớ dừng bưởi trong đời. Và sự lựa chọn cuối cùng đến từ đội gia đình Khả Như và Ngô Kiến Huy. Rồi bây giờ làm quen. Chào hai con.
À, hai con giới thiệu đôi nét về mình, hai con tên gì và đến từ đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ, con tên là Hoài Nam, con đến từ Long An, con 14 tuổi ạ. Long An, 14 tuổi, còn con? Dạ, con tên là Hoài An, năm nay con 14 tuổi và con đến từ thành phố Quảng Ngãi. Bây giờ xin mời ba cặp đôi giám khảo, huấn luyện viên sẽ nhận xét. Và cặp nào bấm trước thì ưu tiên cho chia sẻ trước. Xin mời cặp gia đình vui vẻ. Hai con làm cho mọi người chìm đắm trong bài hát của các con và cảm nhận được tình cảm chân thành của các con. Không phải bài hát hay lúc nào cũng cần phải là một bài hát phô diễn quá nhiều, mà quan trọng là mình hát bằng tình cảm chân thành của mình và mọi người cảm nhận được điều đó. Hai con làm được điều đó và nó thực sự rất là thuyết phục. Và bây giờ thì cô nghĩ rằng là ba cái đèn màu xanh đã sáng lên thì chắc các con cũng biết rằng là mọi người đều rất là muốn được đón chờ các con về với gia đình của mình. Và dù bấm trước hay bấm sau thì giờ cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là được sở hữu một cặp đôi như thế này là một điều rất là may mắn của các huấn luyện viên. Cảm ơn cô chú. Và chú phải nói riêng Hoài Nam nè. Cái giọng con á, nó rất là mộc mạc, mà chú không hiểu tại sao mà khi con hát bài đó chú lại muốn khóc. Nói chung là chú là một người mà mang tiếng là khóc ở trên sân khấu này hơi bị nhiều, nhưng mà mỗi khi mà hát về những cái bài tình ca quê hương hoặc là những cái bài mà gợi nhớ đến cái sự nghèo khổ nhưng mà lại rất là đầy kỷ niệm của người Việt Nam mình, thì chú lại rất là nhiều cảm xúc. Và hai con làm cho chú gợi nhớ được cái cảm xúc đó, và hy vọng là hai con sẽ cho cô chú cái cơ hội để mà giúp cho hai con tiến xa hơn nữa ở trong cái nghề này. Chú biết là cái cơ hội mà con về cái đội ngay giữa nó nhiều lắm, là tại vì cô Cẩm Ly là chuyên trị những cái nhạc mà dân ca như thế này. Nhưng chú chỉ muốn nói cho con biết là khi mà cặp đôi Đức Vĩnh, Quỳnh Anh hát vào cái chung kết thì chú đã mời cô Hương Lan dạy cho hai cháu hát. Không cấp thì cũng sẽ lép. Chú nói thật là tại vì chú biết cái sự hạn chế của mình trong cái cách xử lý nhạc dân ca, tại vì nó không phải sở trường của chú. Nhưng chú biết cái gì hay, cái gì dở, và chú có những người xung quanh mình để mà có thể hỗ trợ cho mấy con một cách mà chuyên môn nhất có thể. Người mà hát nhạc của chú Bắc Sơn hay nhất chính là cô Hương Lan. Và cô Hương Lan là chị hai của chú, và chú đã từng mời cô Hương Lan lên dạy cho các cháu hát trên chương trình này, thì còn gì phải chần chờ nữa, con hiểu không? Cho nên là chú chỉ mong là hai con cho chú cơ hội, chú sẽ làm tất cả để mà có thể giúp cho hai con tỏa sáng nhất có thể. Dạ. Xin được cảm ơn chú Dương Trường Hữu. Mời cô Ly chia sẻ. Bây giờ cô nói về tiết mục này nha. Thứ nhất, tụi con có một cái sự đầu tư về trang phục rất là kỹ, hai chiếc áo dài rất là dễ thương. Thứ hai nữa là hai đứa rất là vừa tầm với nhau, rất là đẹp, đẹp đôi trong cái tiết mục của mình. Có thể là tụi con chưa trọn vẹn trong ca khúc này, tại vì mình chưa có lớn, mình chưa có cái đủ mà cái độ chín mùi để mà làm trọn vẹn từ trên cái nốt cao xuống cái nốt thấp. Nhưng mà đối với cô ở cái tuổi tụi con gì là tụi con làm rất là tốt rồi. Và quan trọng là cái hồn mình thổi vào đó. Cho nên là cô chú cũng mong muốn cặp đôi của tụi con về đội của cô chú. Đúng rồi. Rồi mình sẽ chỉnh sửa những cái mà những cái khuyết điểm của con, những cái yếu điểm của hai đứa con ở chỗ nào cô có thể nhìn ra, cô có thể tự tin là cô sẽ sửa được. Về cái dòng nhạc dân ca này, nó thật sự không phải là sở trường của Như với cả chú Huy ở đây. Huy không phải luôn. Nhưng đây là cái màu mà đội của cô Như chưa có, và chắc chắn nếu con về con sẽ là ngôi sao. Và con ơi, cái gì nó độc nhất thì nó sẽ được dành tốt. Và nhất. Tất nhiên là khi mà được hỗ trợ để mà các con luyện tập, chắc chắn sẽ là những người giỏi nhất để làm việc với các con, bởi vì cô chú cũng muốn những điều tốt nhất. Bây giờ chú muốn bổ sung thêm một điều nữa. Chú phải công nhận là hai đứa rất là đẹp, đẹp trai, đẹp gái nữa. Cái đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và thấy cái cách hai đứa mặc đồ nó rất là cách tân, cho dù nó áo dài nhưng mà rất cách tân. Cho nên chú nghĩ là hai đứa cũng có những cái sự hiện đại ở trong chính con người của mình. Mình hát nhạc quê hương dân ca với một cái tinh thần hiện đại, mình có thể yêu quê hương với một cái tâm hồn mà cởi mở của năm 2018. Tại vì biết là cô Cẩm Ly chuyên về dân ca, cái điều đó điều hiển nhiên rồi đúng không? Cái đó là chả có gì bàn cãi nữa hết. Nhưng mà đôi khi mình phải có những cái quyết định nó táo bạo, và nó có thể mang lại cho mình những cái thành công. Có những... nghĩa là phải về chú Dương Triệu Vũ thì là... Yes, chính xác. Cái đó là cái điều mà chú muốn. Nhất là bên nhóm táo bạo bên này. Cái gia đình xin phép các gia đình của chúng ta bình tĩnh. Bây giờ các gia đình bình tĩnh, chúng ta ai cũng đã nói cái ý kiến của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta cho hai cháu nói đi. Bé đưa ra cái quyết định, tại chúng ta càng nói các bé bị càng rối. Dạ, cho nên hai con thân mến, các gia đình có vẻ như là đang rất là hồi hộp chờ đón các con về. Và điều quan trọng là chú muốn hai con thống nhất cái ý kiến và đưa ra cái quyết định của mình. Cô xin có ý kiến một câu nữa thôi.
thực sự là tụi con rất là giỏi, cho nên tụi con về đội nào cũng sẽ tốt thôi. Nhưng cô chỉ muốn nói một chút, có thể mình đến đây trong đầu mình đã suy nghĩ. Đi đâu đó. Mọi người cứ bình tĩnh, ít khi nào tôi rời ghế lắm, hãy để cho tôi nói. Hoài luôn á, chết à. Ngày xưa cô đi thi. Cái gì ngày xưa rồi kìa. Ngồi ghế mọi người ơi. Ví dụ trong đầu mình đã suy nghĩ, mình sẽ chọn người đó, mình sẽ chọn người đó. Ba mẹ mình đã dặn là mình phải chọn người đó. Thầy cô đã nói rằng là mình nên về đội đó là tốt nhất. Nhưng hãy nhìn kìa, người kia rất là chân thành. Chú ấy nói rất là hay. Hãy có một cái quyết định nào đó táo bạo trong cuộc đời của mình. Bởi vì nếu như mà không về chỗ đi bà nhà. Chị ơi. Đây nè, hiểu ý chị Vân là vậy nè. Ví dụ giờ chú là hai con đi nha, là đang dự định là ba mẹ phải bắt vào đội này, nhưng mà thấy cái chân thành của đội kia nhiều quá. Đúng rồi. Thì bây giờ nè, em ví dụ em là hai đứa bé đó nha. Đó. Ba mẹ mình bắt đội mình vào đội của anh Vũ mà thấy đội Chili chân thành quá, giờ về đội Chili. Các huấn luyện viên đã đưa ra rất nhiều lý do thuyết phục rồi, nhưng mình phải là người tỉnh táo nhất, mình phải là người đưa ra cái quyết định chính xác nhất, đúng không ạ? Xin mời hai bạn. Quyết định của Hoài Nam và Hoài An, các bạn sẽ về đội của vị huấn luyện viên. Dạ, tụi con xin về đội của huấn luyện viên. Nếu mà được các huấn luyện viên chọn thì con sẽ về đội với đội của cô Cẩm Ly, bởi vì con rất thích giọng nhạc của Cẩm Ly. Còn con nếu như được các huấn luyện viên chọn thì con cũng muốn vào đội của cô Cẩm Ly, bởi vì cô Cẩm Ly là thần tượng của con. Các bạn sẽ về đội của vị huấn luyện viên. Chú Huỳnh Lập và cô Cẩm Ly. Chúc mừng đội Hy Lập đã có thêm hai thí sinh xứng tầm với nhau trong cả ngoại hình lẫn giọng hát. Tiếp theo sẽ là phần trình diễn của một cô bé vô cùng cá tính. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Khánh Linh. Mọi người nhìn con lớn như thế này thôi, chứ con vẫn còn rất là con nít lắm. Con thích xem những cái bộ phim trẻ con, nhất là phim Doraemon. Khi xem bộ phim đấy thì con cảm thấy rất là vui và hài hước những khi buồn hay rảnh rỗi. Đối với con thì tất cả các thể loại con đều hát được, nhưng mà thể loại con thích nhất đó chính là thể loại dân gian đương đại ạ. Và hôm nay con sẽ dự thi bài hát phố cổ vì con muốn tả về vẻ đẹp của phố cổ. Và con hy vọng là con sẽ hoàn thành tốt một bài hát này, và con hy vọng là huấn luyện viên sẽ chọn con, và mọi người sẽ cùng đón xem con biểu diễn như thế nào nhé. Bye bye. Chờ nước lôi về, tiếng gà tàn canh vẫn trong lành. Phố cổ
vì lo hàng ế không, đất đỏ lại mong được mấy công vất vả ngược xuôi cho ngày mai. Chào con giới thiệu tên với tuổi đi con. Con xin chào tất cả các vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người đang có mặt ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Khánh Linh, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Hải Phòng ạ. 12 tuổi Hải Phòng. Đội của em thật sự là rất là tiếc khi mà không những cái cần này. Khi mà cân nhắc giữa hai cô chú với nhau thì khá là khó với màu sắc. Màu sắc của con rất là cá tính. Và cách xử lý con cũng cực kỳ cá tính. Thì cô chú nghĩ là đội của chú Vũ với lại chị Ly sẽ có gạt gần. Tại vì cái này là cái tuyệt đỉnh song ca, cho nên là cô chú luôn luôn phải đắn đo ở trong lòng là phải kết hợp với con với ai. Cái vấn đề của chú á, là bây giờ là chú biết chú đang tìm người để bắt cặp cho ai luôn. Và chú hiểu được là cái giọng sẽ đi đôi với nhau như thế nào. Cho nên nó rất khó cho chú để mà xử lý trong chuyện này. Bây giờ óc Du nghĩ sao? Tại vì Vũ đang... Hiểu rồi, biết rồi. Chưa bao giờ mà chú Vũ hỏi cô câu này. Tại thường là các cô và chú ngồi ở đây á, luôn gần như là trong tất cả các quyết định đều đồng cảm và hiểu được nhau. Nhưng mà riêng lần này cô biết là chú Vũ đang rất là đắn đo trong lòng. Thực sự là con sở hữu quá nhiều điều kiện thuận lợi luôn. Con xinh đẹp, con sáng sân khấu, con làm chủ giọng hát của mình. Con lại thực sự rất là cá tính nữa. Cảm ơn cô ạ. Cái điều khó khăn duy nhất đó chính là tìm bạn nào đứng cặp với con để nó sẽ tạo ra những tiết mục mà phải thật sự là ăn khớp với nhau. Đó là cái điều khó nhất. Vũ ơi, mình rất là muốn được giải lời nguyền đó Vũ. Chị Vân nói như vậy là em đã hiểu được cái lời nguyền như thế nào rồi. Bé quê ở Hải Phòng đó chị. Dạ. Ok, 1, 2, 3, chơi. Yeah. Em khỏi suy nghĩ nữa, mệt quá. Mọi người ơi, chúc mừng con, chúc mừng con đã về gia đình bên đây. Lời nguyền đã được hóa giải rồi nha mọi người. Lời nguyền đã được hóa giải rồi nha mọi người. Chúc mừng con đã giải được lời nguyền Đồng Hương Hải Phòng. Lời nguyền của cô Ốc đã được hóa giải và thí sinh tiếp theo lại đến từ Hải Phòng. Hãy chờ xem liệu cô Ốc có thừa thắng xông lên được không. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi, con đến từ Hải Phòng. Đợt này con vào Sài Gòn thi thì con đi cùng với bà. Bà con năm nay 67 tuổi. Bà con rất là nghiêm khắc. Trong nhà con thì bà con là người quyền lực nhất. Tại vì là đa phần là kể cả bố, bác con hay là mọi người, nếu mà muốn làm cái gì gọi là trọng đại to lớn thì đều phải thông qua ý kiến của bà con. Trong việc đi thi thì bà con rất là thoải mái. Bà con bảo là chủ yếu là thi để con cọ sát, để con có thể mạnh dạn hơn. Chứ còn không được thì thôi, mà được thì càng tốt. Khi lên sân khấu thì con sẽ cố gắng hát thật là tốt để bà không mắng con nữa. Thật ra là con nói đùa thôi. Con muốn nhắn với bà là: bà ơi, con sẽ cố gắng thi thật là tốt để không uổng công bà đã lặn lội đường xa đưa con vào đây thi. Yêu bà nhiều. Có người lính
mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy. Quá thu hút với cái phần cô dùng từ là biểu cảm của con trong cái bài Màu Hoa Đỏ, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến. Bài này hát không phải dễ và phải có cái sự trải nghiệm. Và con hát nó có cái chiều sâu và tình cảm rất là nhiều. Khi con lên những cái câu đầu tiên á, là đã thấy nó chỉnh chu trong từng câu hát, nó cũng có những cái bỏ nhỏ. Và khi vào bài hát rồi thì... Để con lên đây với con. Để con không có bị đứng đơn côi ở trên sân khấu luôn ha. Tại vì em cũng chọn bé đó. Cái gì? Em cũng chọn đó. Hồi nãy thật sự luôn, lúc mà đội của chị Ly với lại Lập chọn á, em nhìn mà giống như em bị hoa mắt á. Em nghĩ không phải đâu, không phải đâu. Có mình chọn tại cái đèn nó chiếu xuống ra màu xanh. Hồi nãy cô Ly nói rất là chính xác. Thật sự con hát nó có một cái chiều sâu mà chú không nghĩ là một đứa trẻ như rồi. Con bao nhiêu tuổi rồi? Con xin chào 6 vị huấn luyện viên và toàn thể mọi người ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Bích Ngọc. Năm nay con 13 tuổi rưỡi và con đến từ Hải Phòng ạ. Chị Vân ơi. Hải Phòng. Đinh Mệnh. Em cảm giác là cái lời nguyền nó sẽ xuất hiện khi mà có một đội tranh giành nữa. Không, lời nguyền đã được hóa giải. Không, và có gì hóa giải khi mà hóa giải vận may sẽ tới. Thôi đừng có nhắc cái lời nguyền gì nữa hết á. Nè, bây giờ tập trung chuyên môn đi. Rồi, bây giờ mình nghe chú Vũ nói nha. Nói chung là chú rất là ấn tượng bởi cái tiết mục của con. Con hớp hồn chú từ ngay cái câu hát đầu tiên. Và chú đã phải gạt cần và chú đang tìm một cái màu sắc giống y chang như con. Tại vì chú đã có một bạn và chú nghĩ là bạn này nếu như kết hợp với con nó sẽ dã man lắm. Là tại vì hai đứa có được cái sự chín mùi trong giọng hát, và kể cả cái sự điêu luyện nữa và cái chiều sâu. Cho nên là chú rất tha thiết mong là con sẽ về đội của chú, là tại vì chú biết chắc chắn chú sẽ làm gì với giọng hát của con. Nhưng mà bây giờ con rất may mắn khi có được cả cô Cẩm Ly cũng chọn con, có nghĩa là cô chú đều đánh giá con rất cao. Con có về đội nào đi nữa thì cô chú nghĩ là con cũng sẽ tiến rất xa. Cho nên là bây giờ con hãy tự tin lên, hãy quyết định thật đúng đắn cho cái tương lai của mình. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Okay. Chú nói một cái, bên đội chú cũng có một bé bằng cái đầm đỏ giống vậy nè, đó cũng hát rất là dữ dội và khuấy động cả một cái sân khấu này. Và chú sẽ lặp lại thêm một cái giống như là một cái quy trình, chú cũng có một cái thứ nước màu đỏ cho con nữa.
Trời đất ơi, cái chiêu nè con, tặng cho bạn Tèo một cái loại nước trùng với màu áo của bạn, uống xong về đội của Tèo nha tí. Ờ. Là bé kia cũng uống cái nước này luôn, đó là nước ép dưa hấu đó, mình uống vô mình thấm giọng nha. Ờ đó, uống vô mình mát da, khỏe người, mình hát tốt nha con nha. Rồi. Cô vuốt cái cọng tóc này cho con nha. Con đang bị viêm họng. À con đang bị viêm họng, để dành uống. Lắm. Chú có thuốc, chú có thuốc. Không, có thuốc liền tại chỗ cho con luôn. Lắp. Dạ. Em bình tĩnh. Cô muốn nói một tí là tại vì đối với cô thì khi cô nghe một thí sinh hát hoặc là một người nào hát, cô cảm nhất là cái phần hồn. Và trong cái bài hát này cô thấy ít có ai hát lắm, chỉ người lớn, tại vì cái nội dung của bài hát. Cho nên là khi con hát mà con truyền tải cái một cái bài hát này, đúng là không thể nào nghĩ được một bé cô gái Ly, hát như thế. Cô Ly nói chú mới nhớ một điều là ở trên cái chương trình này chú nổi tiếng là mít ướt. Mà mít ướt vì cái gì? Vì hai lý do duy nhất thôi. Một là quê hương, hai là vì gia đình. Bây giờ chú đã hiểu lý do tại sao chú bắt buộc phải gạt cái cần cho con từ ngay câu đầu tiên. Là tại vì cái câu đầu tiên của con nó có chữ Việt Nam ơi và cả mẹ nữa. Cho nên là không thể nào không chọn con được. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Bây giờ con chọn đi. Bây giờ con chọn. Bây giờ là tới quyền của con. Gì vậy? Dũng. Thôi con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ cô đi về chỗ của cô. Hôm nay con hát bài Màu Hoa Đỏ. Này, son đỏ này, son đỏ này. Váy đỏ này, váy đỏ. Đi lấy đâu mà đỏ? Váy đỏ chỗ nào? Chị nhầm chỗ. Có hoa đỏ. Và ở cái thành phố Cảng ấy con. Nữa rồi. Không nhắc tên, thành phố Cảng. Hoa phượng đỏ chứ gì. Hoa gì đúng rồi, hoa gì màu đỏ ấy nhờ. Đấy, phượng đỏ. Đấy, nó có duyên. Bây giờ nè, để cái gia đình công lập người ta nói cho nghe nè. Ôi, người ta gần tới cái lúc mà bé lựa chọn rồi. Thật ra như thế này nè bé, khi mà con ra đây mà con chưa thi, nhưng mà con cũng có trong đầu con sẽ chọn đội nào đúng không? Trong đầu của con chắc chắn là có. Và khi ra đây ai cũng có những cái lợi thế rất là tốt. Và quan trọng là con tim mình muốn cái gì nè. Chú Vũ là yêu mến nè, màu hoa đỏ đang ngồi đó nè. Còn cô Ly, người đàn bà quyền lực. Còn chú Lập thì đây, quá đây, nhiệt tình. Đây. Hồi nãy là cô Vân là nói rằng là đầm đỏ, son đỏ đúng không? Nhìn chú thì chú không có cái gì đỏ hết ngoài trái tim nha con. Nói là em không có tim đó Như. Bây giờ mình tham gia một cuộc thi. Bây giờ do nhẹ nhàng, nó là một cuộc chơi của bản thân mình. Hãy chọn cái gì mình thích nhất, nhẹ nhàng, thoải mái nhất, tự tin nhất. Đến với người đó mọi thứ sẽ thành công. Bây giờ cô đếm 1, 2, 3. Con nói cái đội đó ra ha. Rồi. 1. Cô không chọn con này cô. Cô không chọn con này cô. Cô không chọn con. Cô nói thật là cô rất là thôi, thích. Thôi cô đừng tâm sự nữa, cô đếm 1, 2, 3 đi. Cô không tâm sự nữa nhưng mà tại vì cô giành không lại. Đâu chắc gì cô. Đâu có chắc chết tôi rồi. Trời ơi, về con liền á. Mọi người ơi. Gì vậy? Mọi người có gia đình có quẹo lựa gia đình nè mọi người. Ủa là sao? Tức là bé hỏi ông chọn đi. Như. Nè giờ chị dồn quyền năng. Yeah. Ủa rồi con chọn chưa? Mày chưa, bé chưa chọn gì hết, bé chưa chọn. Bây giờ con sẽ đếm 1, 2, 3 rồi con giờ chọn. Giờ cô đếm 1, 2, 3 nha. 1. Như. 2. Xuống đây lên cho chắc đi. Nhục quá thì tôi đi. Đi xuống đi được rồi đi lên. Ok, bây giờ chú đếm nha. 1, 2, 3. Dạ, con xin chọn đội của chú Ngô Kiến Huy. Lời nguyện quay trở lại. Ủa con. Dạ. Ủa sao vậy? Ủa. Đau lòng quá vậy. Thành viên mới gia đình em nha mọi người. À mọi người. Chào. Thôi không có con đỏ, váy đỏ, hoa đỏ gì nữa con ạ. Tại cô đứng ra cho nên cháu mới vậy đó. Ê, cho chú ôm con cái. Cảm ơn con bé. Ủa, giờ không tin được. À chú, con còn được lấy nước không mà chú? À, khoan, khoan. Con bé hỏi còn được lấy nước không kìa. Ủa, con bị viêm họng mà uống chi nữa con? Nhưng mà thi xong là con được về nghỉ mà. À, thi xong được về nghỉ hả con? Lực mặt. Rồi, nè con, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Ủa? Đi với con, rồi đi, cảm ơn. Con. Cái con ơi. Ủa ừ cái gì con mà con ơi, cái đó là 32.000 một chai đó con. Người ta phải có chiến thuật rõ ràng. Cái này thiên biến dạng quá. Cái này gọi là ý trời.
đúng. Anh đồng ý. Hơn cao xanh ơi. Hay không bằng hơn thôi. Con hai đứa mà rất hay. Không phải là hay bình thường mà nó rất hay và dạ hơn nữa. Dạ chị. Cảm ơn mọi người. Thí sinh Bích Ngọc đã tạo nên một điều bất ngờ không thể tin nổi dành cho huấn luyện viên Huỳnh Lộc và các huấn luyện viên còn lại. Hãy cùng chờ xem tiếp theo sẽ là những điều thú vị nào. À, xin chào hai bạn. Dạ chú. Hôm nay hai bạn ăn mặc đồ rất là ăn rơ nhau, đều là màu trắng hết. Đây là Ngọc Dầu, và đây là Văn Minh đúng không? Dạ. Hai bạn có bằng tuổi nhau không? Dạ không. Không hả? Ai lớn hơn? Con. Con mấy tuổi? Dạ con 11 tuổi. 11 tuổi, còn bạn này? Dạ con 9 tuổi. Hai bạn đã biết nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi. Nếu hai bạn đã biết nhau trong trường hợp nào? Dạ là trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Thử Tài Siêu Nhí đúng không ạ? À, lúc đó thì các bạn là cùng một đội hay là khác đội? Dạ cùng một đội. Và một trời đó mong đến lớn, đâu có hết lớn lên, chỉ buồn thêm bao nhiêu những em đêm tan vào đêm, ôi trái tim vẫn còn yêu mến. Như vậy là đã quen nhau nguyên một cái cuộc thi rất là dài rồi. Như vậy rất là ăn ý đúng không? Dạ. Thế các bạn nghĩ về nhau như thế nào nào? Ngọc Dầu nghĩ về Văn Minh thế nào? Dạ Văn Minh là một con người hài hước. Hay đi một chút. Rồi còn Văn Minh thì thế nào? Dạ bạn Dầu rất là vui tính nhưng mà cũng có một tí lăng chanh. Xinh không? Bạn xinh thì mình phải khoe bạn xinh chứ. Bây giờ chúng ta đã rất là sẵn sàng rồi. Chú Khang sẽ chúc cho hai bạn của chúng ta sẽ thi thật tự tin nha. Đập tay cái ạ. Yeah. Rồi bước ra sân khấu. Xin mời. So, so weary. When troubles come and my heart pretend be. When I am still, I'm quiet here in the silence until you come and sit a while with me. Shoulders, you raise me.
anh ơi, bây giờ cho em qua nhà hai người được không? Sao? Em muốn chọn luôn mà chị Ly không chịu. Tại sao? Ê, tại sao em không vô chịu? Nữa. Em đừng có ý kiến gì. Tại sao em không? Tại sao em không gạt? Tại em với lại cô giáo của em có một cái ý kiến nó như lửa với nước vậy đó. Em cũng vậy luôn. Thôi mình luôn. Vô một đội đi. Vì riêng với gia đình ông và bủa là thuận tình luôn. Cảm thấy rằng là nếu không gạt là không thể được, cho nên hai đứa cùng gạt. Còn tại sao hai gia đình còn lại lại rối ren như vậy? Chị Ly cứ gieo trong đầu em. Tôi nói là, chịu nói là bình tĩnh là bơi, đừng manh động, bình tĩnh là bơi, đừng manh động. Trời ơi, mọi thứ nó quá rõ ràng trước mắt vậy mà không manh động làm sao được. Hai bé hát quá hay. Con ơi, con có khả năng hát tiếng gì khác được không? Ví dụ là tiếng tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng bé nó hát như vậy là tiếng Anh là quá giỏi rồi, đòi hỏi quá. Có. Sở Trường, ngoài bài hát tiếng Anh ra con hát được dòng nhạc nào nữa? Có dân ca đương đại hay là mình có hát nhạc bolero, mình có hát nhạc rock được không? Dạ, con hát được nhạc rock và mấy nhạc dancer. Rock kìa chị, rock kìa chị. Nhạc gì, nhạc gì? Nhạc gì con? Và dạ, nhạc mấy nhạc sôi động. Ơi quên, tụi con giới thiệu đi, tụi mình tên gì? Dạ, con tên là Ngọc Giàu, năm nay con 9 tuổi. Còn con? Dạ, con tên là Văn Minh, năm nay con 11 tuổi. Con là Ngọc Giàu cho nên con hát rất là giàu cảm xúc. Còn con là Văn Minh cho nên là con hát rất là văn minh. Lúc mà bé Văn Minh phiêu đó, chú Vũ nhớ không? Nhắm mắt, hít hơi thẳng lưng, hai tay dang ra như thế này. Trời ơi, dõng dạc thật. Ôi, cái phong thái của con thiệt là người lớn. Chú nghĩ là chú biết lý do tại sao hai đội kia không chọn hai con rồi, là tại vì hai đội này biết là chắc chắn là hai đúng con rồi. Phải thuộc về cô chú thôi. Là tại vì cái màu sắc này là chỉ có cô chú có thể hòa quyện với con, có thể hát. Và chú thích nhất là lúc mà Văn Minh hát á, con rất là đam mê và con cháy bỏng với lại cái ca khúc này. Con hát con không cần biết ai xung quanh đang làm gì, đang nhìn gì hết. Con hát mà con như vậy nè, làm cho chú rất là sướng. Nói chung là chú chào mừng hai đứa vào đội của cô chú. Come here. Cố gắng lên đi với con. Rồi. Chào mừng con đến với gia đình của cô chú nha. Dạ. Chúc mừng đội Vân Vũ đã có được hai thí sinh tài năng Văn Minh, Ngọc Dầu. Và cặp đôi tiếp theo liệu có chinh phục được các huấn luyện viên hay không? Xin chào mọi người. Con tên là Nguyễn Hồng Tiên, con đến từ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận và đây là bạn song ca cùng với con. Con tên là Trần Thị Thu Tuyết và con đến từ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Vòng thi này thì tụi con sẽ trình bày ca khúc Em Tôi và cái bài này á, lúc mà tập thì khi mà nghe được những cái chữ, cái câu người ta hát rồi khi mà tụi con bắt chước lại thì nó cũng hơi khó nên là con cũng với lại Tuyết là quyết định